Công thức hóa học được sử dụng trong tính toán hóa học như thế nào? Các em hãy tìm hiểu ở bài học hôm nay. Bài 21. Tính theo công thức hóa học. Để thực hiện được bài toán tính theo công thức hóa học, các em cần nắm một số vấn đề. Thứ nhất, làm thế nào biết được số mol nguyên tử có trong một mol phân tử chất? Ví dụ, trong một mol KNO3 có bao nhiêu mol K, bao nhiêu mol N và bao nhiêu mol O? Chúng ta đã biết trong một phân tử KNO3 có một nguyên tử K. Vậy trong 6 x 10 mũ 23 phân tử KNO3 có bao nhiêu nguyên tử K? Chúng ta sẽ tìm được đáp án bằng phép tính tỷ lệ thuận. Đó là trong 6 x 10 mũ 23 phân tử KNO3 có 6 x 10 mũ 23 nguyên tử K. Mà 6 x 10 mũ 23 phân tử KNO3 là một mol phân tử KNO3. 6 x 10 mũ 23 nguyên tử K là một mol nguyên tử K. Vậy trong một mol KNO3 có một mol K. Từ đó chúng ta thấy được số mol nguyên tử có trong một mol phân tử bằng với số nguyên tử có trong một phân tử. Vậy nên trong một phân tử KNO3 có một nguyên tử K, một nguyên tử N và ba nguyên tử O. Từ đó chúng ta suy ra được trong một mol KNO3 có một mol K, một mol N và ba mol O. Tóm lại, số mol nguyên tử có trong một mol phân tử bằng với số nguyên tử có trong một phân tử và bằng với chỉ số có trong công thức hóa học. Tổng quát, trong một phân tử AXBY có X nguyên tử A, Y nguyên tử B. Vậy trong một mol AXBY sẽ có X mol A, Y mol B. Đây chính là cách xác định số mol nguyên tử có trong một mol phân tử chất. Vấn đề thứ hai, làm thế nào tính được thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất? Xét một mol KNO3, chúng ta dễ dàng tính được khối lượng mol của KNO3 bằng 101 gam trên mol. Vậy, trong 101 gam KNO3 thì khối lượng nguyên tố O là bao nhiêu? Đã biết, trong một mol KNO3 có 3 mol O. Vậy, khối lượng của O sẽ bằng số mol O nhân khối lượng mol của O, tức là bằng 3 nhân cho 16 bằng 48 gam. Từ đây có thể tính được thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố O trong hợp chất hay không? Khi xét một mol KNO3, khối lượng 101 gam chiếm 100%. Trong đó, 48 gam O sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm? Kết quả thu được chính là thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố O trong hợp chất. Chúng ta thu được con số 47,5%. Như vậy, để tính thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố O, chúng ta đã lấy 48 nhân 100 chia cho 101. 101 này chính là khối lượng mol của hợp chất KNO3. Còn 48 này chính là khối lượng của nguyên tố O. Khối lượng của nguyên tố O sẽ bằng số mol O nhân với khối lượng mol của O. Từ đó chúng ta có công thức tính thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố O. Sẽ lấy số mol O nhân cho khối lượng mol của O nhân cho 100% và chia cho khối lượng mol của hợp chất KNO3. Tổng quát, xét một mol AXBY có khối lượng mol AXBY. Thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố A sẽ bằng khối lượng A nhân 100% chia cho khối lượng mol AXBY. Mà khối lượng A thì sẽ bằng số mol A nhân khối lượng mol của A. Số mol A lại bằng chỉ số của A có trong công thức hóa học. Do đó, thành phần phần trăm theo khối lượng của A sẽ được tính theo công thức X nhân M lớn A nhân 100% chia cho M lớn AXBY. Tương tự như vậy, thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố B, phần trăm MB sẽ bằng Y nhân MB nhân 100% chia cho M lớn AXBY.
Sau khi đã biết cách xác định số mol nguyên tử có trong một mol phân tử chất và biết cách tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất, chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu nội dung đầu tiên của bài học. Từ công thức hóa học, xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất. Chúng ta bắt đầu vào nội dung bài học. Bài 21, tính theo công thức hóa học. Một la mã, biết công thức hóa học của hợp chất, hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất. Ví dụ, một loại phân bón hóa học có công thức là KNO3. Em hãy xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố cho nguyên tử khối của N là 14, O là 16, K là 39. Khi xét một mol KNO3, chúng ta tính được khối lượng mol phân tử KNO3 là 101 gram trên mol. Do trong một phân tử KNO3 có một nguyên tử K, một nguyên tử N và ba nguyên tử O, nên trong một mol KNO3 có một mol K, một mol N và ba mol O. Từ đó chúng ta có thể tính được thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất. Phần trăm khối lượng của nguyên tố K sẽ bằng khối lượng của K nhân cho 100 chia cho 101. Chúng ta có 1 mol K nên khối lượng của K là 39. Phần trăm khối lượng N sẽ bằng khối lượng N nhân cho 100% chia cho 101. Chúng ta có 1 mol N nên khối lượng của N là 14. Để tìm thành phần phần trăm theo khối lượng của O, chúng ta có thể thực hiện phép tính trừ. Lấy 100% trừ đi phần trăm khối lượng của nguyên tố K và phần trăm khối lượng của nguyên tố N, chúng ta sẽ tìm được thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố O. Tóm lại, từ công thức hóa học, để xác định được thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất, chúng ta có các bước tiến hành như sau. Bước 1, tìm khối lượng mol của hợp chất AXBY. Bước 2, tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất. Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất chính là số nguyên tử có trong một phân tử chất. Bước 3, tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất. Phần trăm khối lượng của nguyên tố A sẽ bằng khối lượng của A nhân 100% chia cho khối lượng mol của hợp chất. Tức là phần trăm khối lượng A sẽ bằng X nhân MA nhân 100% chia cho khối lượng mol của AXBY. Tương tự như vậy, phần trăm MB bằng Y nhân M lớn B nhân 100% chia cho M lớn AXBY. Hay phần trăm khối lượng B sẽ bằng 100% trừ đi thành phần phần trăm theo khối lượng của A. Vận dụng các bước tiến hành, các em hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau. A, CO, B, Fe3O4 cho C bằng 12, O bằng 16, Fe bằng 56. Đầu tiên, với câu A, chúng ta tính được khối lượng mol của CO là 28 gram trên mol. Trong một mol CO có một mol C, một mol O, nên phần trăm khối lượng nguyên tố C sẽ bằng 12 nhân 100% chia 28. Kết quả thu được là 42,9%. Còn phần trăm khối lượng nguyên tố O sẽ bằng 16 nhân cho 100% chia cho 28 bằng 57,1%. Câu B. Chúng ta cũng tính được khối lượng mol của hợp chất Fe3O4 là 232 gram trên mol. Trong một mol Fe3O4 có 3 mol Fe, 4 mol O. Vậy, phần trăm khối lượng của nguyên tố Fe sẽ bằng 3 nhân 56 nhân 100% chia cho 232. Kết quả thu được là 72,4%. Từ đó có thể tính được thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố O bằng cách lấy 100% trừ đi thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố Fe.
chúng ta được kết quả là 27,6%. Ngược lại, từ thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất, chúng ta có thể xác định được công thức hóa học của hợp chất hay không? Đã biết, từ công thức hóa học AXPE, chúng ta có thể tính được khối lượng mol của AXPE và xác định được số mol của nguyên tố A, số mol của nguyên tố B. Từ đó, tính được thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố A và thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố B. Vậy, từ thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố A, thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố B, chúng ta có thể tính được số mol A và số mol B hay không? Từ số mol A và số mol B, chúng ta có thể xác định được công thức hóa học của hợp chất AXPE hay không? Tìm hiểu vấn đề đầu tiên, từ thành phần phần trăm theo khối lượng, tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố như thế nào? Với hợp chất AXPE, thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố A sẽ bằng khối lượng của A nhân 100% chia cho khối lượng mol của AXPE. Vậy, khối lượng của A sẽ bằng khối lượng mol của hợp chất nhân cho phần trăm khối lượng nguyên tố A chia cho 100. Từ đó có thể tìm được số mol A bằng cách lấy khối lượng chia cho khối lượng mol. Như vậy, từ thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất, chúng ta có thể tìm được khối lượng của nguyên tố. Từ đó, tính được số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố. Hai la mã, biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất. Ví dụ, một hợp chất có thành phần các nguyên tố theo khối lượng là 40% Cu, 20% S, 40% O. Em hãy xác định công thức hóa học của hợp chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g trên mol. Từ thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố, các em có thể tìm khối lượng mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất. Khối lượng của Cu sẽ bằng khối lượng mol của hợp chất nhân với thành phần phần trăm theo khối lượng của Cu chia cho 100. Khối lượng của S sẽ bằng khối lượng mol của hợp chất nhân cho thành phần phần trăm theo khối lượng của S chia cho 100. Khối lượng O sẽ được tính bằng cách lấy khối lượng mol của hợp chất trừ đi khối lượng của Cu và khối lượng của S trong hợp chất. Sau khi tìm được khối lượng mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất, các em sẽ tính số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất theo công thức N nhỏ bằng M nhỏ chia M lớn, lần lượt tìm được số mol của Cu là 1 mol, số mol của S là 1 mol và số mol của O là 4 mol. Trong một mol hợp chất có 1 mol Cu, 1 mol S và 4 mol O. Vậy, trong một phân tử hợp chất có 1 nguyên tử Cu, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O. Nên công thức hóa học của hợp chất sẽ là CuSO4. Như vậy, từ thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất, chúng ta có thể xác định được công thức hóa học của hợp chất với các bước tiến hành như sau. Bước 1. Tìm khối lượng mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất. Theo công thức, khối lượng nguyên tố sẽ bằng khối lượng mol hợp chất nhân thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố chia cho 100. Hoặc, khối lượng của nguyên tố sẽ bằng khối lượng mol của hợp chất trừ đi khối lượng của nguyên tố còn lại. Bước 2. Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất. Theo công thức, số mol bằng khối lượng chia cho khối lượng mol. Từ đó, chúng ta sẽ suy ra được số nguyên tử có trong một phân tử chất. Và chúng ta sẽ hoàn thành được bước thứ 3. Viết công thức hóa học của hợp chất. Vận dụng các bước tiến hành vào bài tập sau. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất có khối lượng mol phân tử là 58,5g trên mol. Thành phần các nguyên tố theo khối lượng là 60,68% Cl và còn lại là Na. Đầu tiên chúng ta sẽ tính được khối lượng của Cl
bằng cách lấy 58,5 nhân cho 60,68 chia cho 100. Sau đó lấy khối lượng mol của hợp chất trừ đi khối lượng của nguyên tố Cl sẽ tìm được khối lượng của nguyên tố Na. Có khối lượng, chúng ta sẽ tìm được số mol của Cl và số mol của Na. Từ đó kết luận được trong một phân tử hợp chất có một nguyên tử Na và một nguyên tử Cl, nên công thức hóa học của hợp chất là NaCl. Khi viết công thức hóa học, các em lưu ý nguyên tố kim loại sẽ được viết trước. Kiến thức cần nhớ của bài học hôm nay là: tính theo công thức hóa học có hai dạng bài tập. Bài tập đầu tiên là từ công thức hóa học, chúng ta sẽ xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố. Bài tập thứ hai là từ thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố, chúng ta xác định được công thức hóa học. Từ công thức hóa học, các em có thể tính được khối lượng mol của hợp chất, xác định được số mol của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất. Sau đó sẽ tính được thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất. Ngược lại, từ thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất, các em có thể tính được khối lượng của mỗi nguyên tố, từ đó tính được số mol của mỗi nguyên tố và xác định được công thức hóa học của hợp chất. Hãy vận dụng phần kiến thức cần nhớ đó để luyện tập. Để thực hiện bài tập 1C sách giáo khoa, đầu tiên các em sẽ tìm khối lượng mol của hợp chất SO2, sau đó xác định được số mol S, số mol O, từ đó tính thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố S và thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố O. Tương tự như vậy, với SO3, đầu tiên các em tính khối lượng mol của hợp chất SO3, xác định số mol S, số mol O có trong một mol SO3 và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố S, thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố O. Tiếp theo là bài tập 5 sách giáo khoa trang 71. Yêu cầu xác định công thức hóa học của khí A. Biết tỷ khối của khí A đối với khí hydrogen và thành phần theo khối lượng của khí A. Với tỷ khối của khí A đối với khí hydrogen thì chúng ta sẽ tìm được khối lượng mol của A. Từ khối lượng mol của A kèm theo thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố H, thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố S, chúng ta sẽ tìm được khối lượng của H và khối lượng của S, sau đó tìm được số mol H và số mol S, cuối cùng sẽ xác định được công thức hóa học của hợp chất khí. Bài tập 3 sách giáo khoa trang 71 cho công thức hóa học của đường là C12H22O11. Hỏi có bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường. Yêu cầu tính khối lượng mol phân tử của đường. Hỏi trong một mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố CHO. Hướng dẫn bài tập 3. Từ công thức hóa học của đường, chúng ta biết được trong một mol đường có 12 mol C, 22 mol H và 11 mol O. Vậy trong 1,5 mol C12H22O11 có bao nhiêu mol C, bao nhiêu mol H và bao nhiêu mol O? Chúng ta sẽ tính theo phép tính tỷ lệ thuận. Yêu cầu thứ hai, tính khối lượng mol của hợp chất C12H22O11. Cách tính giống như tính phân tử khối. Với H bằng 1, C bằng 12, O bằng 16, thì M lớn C12H22O11 sẽ bằng 12 x 12 cộng 22 x 1 cộng 11 x cho 16. Đã biết trong một mol hợp chất C12H22O11, có số mol C là 12 mol, số mol H là 22 mol, số mol O là 11 mol. Vậy, chúng ta sẽ tính được khối lượng của mỗi nguyên tố theo công thức M nhỏ bằng N nhỏ nhân M lớn. Chúc các em học tốt!